Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, ủng hộ các bên thể hiện thiện chí, thúc đẩy đối thoại, cùng nỗ lực vì mục tiêu phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Với tinh thần đó, đồng thời là nước có quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên và là đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc. Trong khả năng của mình, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sáng ngày hôm nay, Binh đoàn 11 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống 11 tháng 6 năm 1982, 11 tháng 6 năm 2022 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Binh đoàn 11, Tổng công ty Thành An đã sớm hoạch định chiến lược phát triển với phương châm chất lượng là thương hiệu, tiến độ là danh dự, an toàn là hạnh phúc. Cùng với đó là đầu tư hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến, mở rộng thị phần sản xuất kinh doanh và trở thành nhà thầu thi công uy tín, đảm nhận nhiều dự án, công trình, hạng mục lớn, trọng điểm của quân đội và đất nước ở nhiều địa bàn chiến lược trọng yếu khó khăn, biên giới biển đảo. Đặc biệt, Binh đoàn 11 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công công trình Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Binh đoàn 11 tiếp tục có những giải pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, đúng hướng, đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, quan tâm đào tạo, rèn luyện đội ngũ kỹ sư giỏi các ngành trọng điểm, mũi nhọn, xứng đáng là đội quân lao động sản xuất giỏi, đội quân công tác sẵn sàng chiến đấu cao, tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng binh đoàn trong sạch vững mạnh, binh đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, phấn đấu trở thành binh đoàn dự bị động viên, công binh, công chỉnh mạnh của quân đội, không ngừng nâng cao uy tín và thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên chính phủ về lĩnh vực ngân hàng và giao thông vận tải. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự phiên chất vấn. Trong phiên chất vấn đầu giờ sáng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội về chính sách xử lý nợ xấu, thất thu thuế do giao dịch bằng tiền mặt khi mua bán bất động sản, tội phạm tín dụng đen, công nghệ cao. Đặc biệt, nhiều đại biểu tập trung chất vấn về việc độc quyền sản xuất vàng miếng SJC và đề nghị cần điều chỉnh giá vàng trong nước phù hợp với thị trường vàng thế giới. Có nên để cho SJC độc quyền hay không, hay là chúng ta có thể, ngân hàng nhà nước có thể giao một cơ quan đơn vị hay là một tổ chức nào đó in thêm một cái lượng vàng nào khác nữa để có thể cạnh tranh với SJC, để có thị trường vàng nó hạ xuống. Tôi nghĩ nếu mà vàng trong nước chúng ta tăng như kiểu này thì tình hình lạm phát có khả năng tăng theo. Đó, đồng tiền Việt Nam chúng ta sẽ mất giá. Cho nên tôi nghĩ rằng nên có một cái mà chúng ta nên có chấn chỉnh thị trường vàng trong nước để đảm bảo làm sao cho nó phù hợp với thị trường ở trên thế giới. Kính thưa đại biểu Phạm Thanh Hòa, kính thưa Quốc hội, Nghị định 24 là xác định là ngân hàng nhà nước là độc quyền sản xuất vàng miếng, và ở đây là ngân hàng nhà nước là lựa chọn thuê SJC là sản xuất. Thế thì trong quá trình tổng kết đánh giá Nghị định 24 trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của đại biểu và cũng sẽ xin ý kiến của rộng rãi để xem là chúng ta lựa chọn như thế nào, nhiều thương hiệu khác để cùng sản xuất bằng miếng hay là một thương hiệu của ngân hàng nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, về tiến độ, chất lượng và công tác phòng chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc, thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT, tiến độ triển khai thu phí không dừng.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thì từ ngày 31 tháng 7 năm nay, nếu trạm thu phí nào không lắp đặt thì phải xả trạm, thì theo Bộ trưởng là có thực hiện được hay không, hay là tiếp tục là xin gia hạn và xin lùi? Theo tiến độ mà chúng tôi nắm được hiện nay thì đã đều đảm bảo, và chính phủ đợt này thì rất cương quyết. Nếu đến 30 tháng 6 các trạm BOT ngoài tổng tiêu đường cao tốc mà chưa hoàn thành thì chúng tôi sẽ cho dừng thu phí và tập trung làm. Khi nào xong thì chúng ta sẽ cho thu phí lại. Riêng tổng công ty đường cao tốc cũng vậy. Đến 31 tháng 7 mà nếu không thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ hiện nay thì chúng ta cũng sẽ là xả trạm, và khi nào lắp xong thì chúng ta cho thực hiện lại. Ngành giao thông vận tải. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định không để vật giá làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trọng điểm quốc gia. Các thành viên chính phủ đã đề xuất các giải pháp để hoàn thành tiến độ đường cao tốc Bắc Nam phía Đông trong năm nay. Chiều nay, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết 791, nhận thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đối với công tác khoa học công nghệ và môi trường đã được nâng lên. Nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ đã được ứng dụng chuyển giao thành công, phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực độ bền nhiệt đới. Trung tâm đã tham gia tích cực hiệu quả vào các chương trình mục tiêu quốc gia về quản lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia quan trắc khắc phục ô nhiễm chất độc hóa học sau chiến tranh, tham gia nghiên cứu các bệnh nhiệt đới và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu thời gian tới, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tiếp tục kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, đề xuất những khuyến nghị chính sách, giải pháp hữu ích để quản lý bảo tồn, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật, thích ứng chuyển giao công nghệ, phục vụ các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và kinh tế. Trung tâm cũng cần quan tâm đầu tư xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, có nhiều hơn nữa các bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới. Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, hôm nay đã kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác phòng chống vi phạm, tội phạm và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế tại Quân chủng Phòng không Không quân. Thời gian qua, Quân chủng Phòng không Không quân đã triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và công tác phòng chống vi phạm, tội phạm. Đáng chú ý, việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ được triển khai chặt chẽ. Các cơ quan điều tra, bảo vệ an ninh, kiểm soát quân sự, thanh tra đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống vi phạm, tội phạm. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Quân chủng Phòng không Không quân cần có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của các cơ quan điều tra hình sự, thanh tra, pháp chế và viện kiểm sát, xây dựng các cơ quan đoàn kết thống nhất. Duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định. Tăng cường phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng ngoài quân đội và chính quyền địa phương để bảo đảm hiệu quả trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm. Chiều nay tại trường quân sự quân khu 2, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng đã chủ trì bế mạc hội thi sáng kiến cải tiến trang thiết bị đào tạo các trường quân sự quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2022. Với 60 sản phẩm có chất lượng tốt được lựa chọn từ các nhà trường, hội thi sáng kiến cải tiến trang thiết bị đào tạo các trường quân sự quân khu quân đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2022 đã phản ánh trung thực những mặt mạnh về công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồng thời chỉ ra một số điểm hạn chế cần khắc phục, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu bổ sung, nâng cấp các vũ khí trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao cho quân đội thời gian tới. Thượng tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu các trường quân sự quân khu quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tăng cường chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới theo xu hướng 4.0, tiếp tục đầu tư xây dựng các phim khoa giáo, phần mềm mô phỏng phục vụ huấn luyện, coi đây là hướng đi quan trọng
góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng nay tại công ty đóng tàu Hồng Hà, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã dự lễ bàn giao tàu tuần tra cao tốc ký hiệu BP-18 cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Dự án đóng mới loạt tàu tuần tra cao tốc BP-18 sử dụng vốn vay ưu đãi của chính phủ Ấn Độ là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Đây là dự án đầu tiên sử dụng bằng nguồn vốn vay ODA trong Bộ Quốc phòng và là dấu mốc mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam-Ấn Độ. Công ty đóng tàu Hồng Hà được giao nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và thi công đóng mới các tàu tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã bày tỏ vui mừng về việc Ấn Độ được đồng hành với Việt Nam thông qua hợp tác nâng cao năng lực đóng tàu. Quá trình sản xuất đóng mới loạt tàu tuần tra cao tốc này diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Bởi vậy, việc hoàn thành bàn giao tàu ngày hôm nay là minh chứng rất mạnh mẽ về tính cam kết và sự hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng giữa hai nước, là tiền đề quan trọng cho hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong tương lai. Kết quả nghiệm thu các tàu cho thấy thông số của các tàu đều đạt yêu cầu thiết kế phù hợp với tính năng kỹ chiến thuật được Bộ Quốc phòng Việt Nam phê duyệt. Thời gian tới, chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục cung cấp gói tín dụng 500 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam triển khai các dự án quốc phòng. Thông qua chuyển giao công nghệ của công ty thì chúng tôi bây giờ hoàn toàn làm chủ được công nghệ. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Bình Xuyên năm 2022. Trước đó, trong chiều nay, diễn tập đã thực hiện giai đoạn 4, thực binh bắn đạn thật. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 2, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Bình Xuyên năm 2022 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị. Trong hành trình thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, các cơ quan báo chí truyền thông là cầu nối quan trọng giúp nâng cao nhận thức, cổ vũ hỗ trợ, biểu dương, phát động, kết nối nguồn lực xã hội, cộng đồng cả trong và ngoài nước chung tay. Tại buổi gặp mặt báo chí, binh chủng hóa học mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ ngày càng mật thiết của các cơ quan thông tấn báo chí, nâng cao hơn nữa hiệu quả thông tin tuyên truyền trong các nhiệm vụ trọng tâm, tạo sức lan tỏa rộng lớn, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, bộ đội hóa học trong thời kỳ mới.